Thưa quý vị, chiều nay, Thành ủy Đà Nẵng tổ chức hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 5 khóa 10 về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị. Dự hội nghị có Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh và Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng. Theo đánh giá, sau gần 15 năm triển khai thực hiện nghị quyết số 15, công tác đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trên địa bàn thành phố đã đạt được nhiều kết quả tích cực toàn diện trên cả 5 phương thức. Đảng bộ thành phố đã đổi mới, cải tiến việc ra nghị quyết chỉ thị theo hướng ngắn gọn, súc tích, từng bước khắc phục tình trạng ban hành quá nhiều chủ trương văn bản. Chú trọng đổi mới công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt các nghị quyết chủ trương của Đảng bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng và phù hợp với từng nhóm đối tượng. Công tác sắp xếp tổ chức bộ máy của Đảng và hệ thống chính trị được thực hiện nghiêm túc, ngày càng tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả, giảm được đầu mối trung gian, giảm số lượng lãnh đạo và giảm chi phí hành chính. Công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật Đảng được tăng cường chú trọng, có trọng tâm, trọng điểm, hiệu lực hiệu quả từng bước được nâng cao. Trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu, được đề cao và thể hiện ngày càng rõ nét. Trước những khó khăn, thách thức, thành phố đã kịp thời điều chỉnh đổi mới phương thức lãnh đạo chỉ đạo theo hướng dân chủ, công khai, minh bạch, quyết tâm khắc phục những hạn chế trong công tác lãnh đạo chỉ đạo. Đáng chú ý, phương thức lãnh đạo của Đảng từ thành ủy đến các cấp ủy trực thuộc đối với hoạt động của hệ thống chính trị đã có nhiều thay đổi về chất. Nguyên tắc Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ được thực hiện nghiêm túc. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực của các cấp ủy, tổ chức Đảng thời gian qua đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo, góp phần thực hiện có hiệu quả nghị quyết số 15, đồng thời chỉ ra những tồn tại hạn chế cần sớm khắc phục. Việc thực hiện quy chế làm việc, mối quan hệ công tác giữa cấp ủy với các cơ quan nhà nước tại một số nơi chưa thật sự đảm bảo, có lĩnh vực và có thời điểm để xảy ra những khuyết điểm dẫn đến phải kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên. Hiệu quả hoạt động giám sát phản biện xã hội chưa đạt được như kỳ vọng. Việc tham gia góp ý xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị của mặt trận và các đoàn thể còn những mặt hạn chế, hiệu quả chưa cao. Qua thực tiễn lãnh đạo chỉ đạo triển khai tổ chức thực hiện nghị quyết số 15, Ban Thường vụ Thành ủy đã rút ra một số bài học kinh nghiệm cũng như xác định các nhiệm vụ trọng tâm để tiếp tục thực hiện có hiệu quả nghị quyết trong thời gian tới. Phải nắm vững và hiểu đầy đủ về các cái phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị. Trong thời gian đến, trước bối cảnh còn nhiều khó khăn thách thức, đòi hỏi chúng ta phải tiếp tục tập trung trí tuệ, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị để đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ trong tình hình mới của thành phố. Vì vậy, Ban Thường vụ Thành ủy đề nghị các cấp ủy tổ chức Đảng cần tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những khó khăn hạn chế, bám sát các chủ trương, yêu cầu của Trung ương, của Thành ủy và trên cơ sở điều kiện thực tiễn của địa phương, đơn vị mình, đề ra các giải pháp cụ thể trong việc đổi mới và góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra trong năm 2022 và cả nhiệm kỳ. Bí thư Thành ủy cũng đề nghị cần tăng cường công tác kiểm tra giám sát việc thực hiện nghị quyết để nghị quyết của Đảng sớm đi vào cuộc sống, phát huy hiệu quả thiết thực.